Nước Tây Ban Nha, người Tây Ban Nha. Nước Tây Ban Nha, người Tây Ban Nha. Cái tờ giấy ở đâu? Nghỉ đâu kìa, mặt con này. Rồi, một, nước Tây Ban Nha. Là gì? Sờ gì? Không biết à? Spain. Người Tây Ban Nha. Spanish. Nước Vương quốc Anh. Vương quốc Anh là gì? The UK, the UK đó. Người Anh. Người Anh là bờ gì? Brexit. Rồi, nước Mỹ. Nước Mỹ. Người Mỹ. Rồi, 6 câu rồi nha. Làm đi. Coi lại đất nước cho cô giỏi hết á. The USA viết vào. Người Mỹ là gì? American. American. Rồi, nước Ai Cập là gì? Ai Cập là gì ta? Nước Ai Cập, người Ai Cập ghi vào. Không biết thì lật sách ra đi. Chứ không phải ngồi đó mà nghĩ mất thời gian. Nước Ai Cập, y gì? Egypt. Người Ai Cập là gì? Egyptian. 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 Câu 11 đấy. Egyptian. Nhanh lên. Rồi. Xong chưa? Cứ dò vài cái thôi. Không có thời gian. Thủ đô là gì? Tháp gì? Thủ đô. Tháp gì nhỉ? Tháp gì? Capital viết vào. Thủ đô là capital. Thủ đô là capital. Ngôi làng là gì? Ngôi làng. Vi Village. Ngôi làng là village. Viết gì mà to vậy, đủ chỗ viết không nhỉ? Bao nhiêu từ ấy chị ạ? Ngôi làng là village. Thị trấn là gì? Thị trấn là gì? Town. Đọc bậy đọc bạ gì chị? Chả thuộc cái từ này. Thị trấn là town. Ủa không biết hả? Bỏ từ đó chưa? Còn không viết đề luôn á hả? Có mấy rồi? Học kiểu này cho về đi, mất thời gian người khác. Bực mình. Thành phố. City. Câu 12 rồi đó. Câu 13. Này quên. Rồi chơi bóng đá. Chơi bóng đá. Ghi nào, còn ngồi đó mà đọc. Ghi đi. Chơi bóng đá. Chơi bóng đá. Play football. Chơi bóng rổ. Ghi vào. Tập võ thuật. Đi vào. Do mắt rồi ạ. Tập thể dục nhịp điệu. Thể dục dụng cụ. Uốn éo đó. Đi vào. Ghi vào, ghi vào. Do gymnastics. Chơi quần vợt. Ghi vào. Chơi quần vợt. Vợt này tennis. Bé tẹo đó mà tennis cái gì? Đâu đọc nguyên tập luôn. Vì sao thế kẹo cô? Dạ người
Để đập cái nhà đó đi hả? Đập nhà đi, bán cho cái chú kia 14 tỷ. Rồi tiếp nào. Tiếp 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 tiếp. Chúng có cái gì rồi? Uéo xuống rồi. Và lại thì nít cô cùng. Quả bóng. Cồn. Viết vào. Cồn. Cặp sách. School bag. Viết vào. Đồng hồ đeo tay. Cái gì đó? Đồng hồ đeo watch. Rồi. Xe đạp. Bicycle. Ba gì? Bicycle. Bicycle. Hoặc là bike. Bicycle hoặc bike. Mình học trong sách rồi. Được chưa? Ông bà. Ông bà. Ông bà là gì? Grandparent. Ông. Ông là cô Ren đã đọc lại từ cái từ mà chỗ mà lấy tiếng nhất đi cô. Gì mà lâu vậy? Quá đồng nhanh quá. Quả bóng. Quả bóng. Cặp sách. Cặp sách là school bag. Đồng hồ đeo tay. Đồng hồ đeo tay. Watch. Xe đạp. Xe đạp là bicycle. Ông bà. Ông bà là Hân không biết từ nào hết hả? Biết tiếng ông Anh không? Rồi. Ông. Ông bà là grandparent nhưng đắt đắt gì? Ông là granddad. Con nhỏ kia biết chưa? Dạ rồi. Ba. Grandmother. Trong sách nó biết là grand gì? Grandma đúng không? Dạ. Grandparent. Rồi bố mẹ. Rồi. Parent. Parent. Bố. Father. Mẹ. Mom. Rồi câu mấy rồi Thiện? Câu gì đẹp. Rồi ông bà ghi vào đi. Ông. Nhanh cái tay lên nó chậm như con rùa. Ông. Bà. Ghi đề đi, lát ngồi viết. Ông xong rồi xuống bà. Trời giờ nó đi tìm ai mà chờ được người ta này. Bỏ bài này. Kệ còn có 28. Ai mà chờ. Chồng. Chồng là gì? Có 28 chồng. Số có 28 đi ông kia. Ông không biết bao giờ. Ghi chồng đi. Chồng là gì? Uncle. Uncle mà chồng. Hết gì? Husband. Học không biết cái gì hết. Husband. Vợ là gì? Why? Chồng là husband, vợ là why? Con trai là gì? Con trai là son. Con gái là gì? Daughter. Đau đầu hả? Đọc là đau đầu hả? Rồi, anh chị em họ. Anh chị em họ. Kha gì? Cousin. Cousin. Chú. Chú bác nào? Chú bác cậu nào? Uncle. Uncle viết vào. Uncle. Chú bác cậu là uncle. Mợ. Dì cô đọc là gì? Aunt. Aunt. Rồi tiếp theo. Anh trai, em trai. Anh trai là cô gì? Anh má. Anh nữ. Brother. Cái gì? Anh má. Brother. Brother mà không biết nữa. Trời ơi, học lớp 1 rồi. Chị, em gái. Chị em gái là gì? Sister. Sister.
chị em gái là sister. Ok chưa? Rồi. Cao. Cao là đi cao. Rồi sao? Thấp. Thấp là gì? Thấp. Thấp là short. Gầy. Gầy là gì? Gầy là tall. Thin. 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 Mập là gì? Plump. Plump. Mập là plump. Trẻ. Young. Da. Da là gì? Dạ là old. Rồi. Già, xong chưa mấy anh chị? Dạ rồi. À, già là âu, rồi tiếp theo. Tiếp theo. Tiếp theo. Tốt bụng. Tốt bụng. Tốt bụng. Tốt bụng là gì? Kite. 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 Hài hước là gì? Funny. Hài hước là funny. Biết màu. Hài hước funny. Thân thiện. Thân thiện là friendly. Friendly. Thân thiện friendly. Lịch sự. Lịch sự. Lịch sự là gì? Polite. Quên à? Thông minh là gì? Thông minh. Thông minh là clever. Đọc lại này, tốt bụng là kind, hài hước funny. Thân thiện friendly. Lịch sự là gì? Polite. Thông minh là gì? Clever. Chu nhà anh kia anh không có sách, anh ngồi anh đi học anh không mang sách theo, khổ dữ. Rồi, tiếp theo. Mẫu câu hỏi anh ấy như thế nào hả sao? Anh ấy như thế nào? What gì? What he like? Đúng không? What he like đó là anh ấy như thế nào? Là hỏi tính cách đấy. Hỏi tính cách. Tiếp theo. Con vẹt. Con vẹt là gì? Con vẹt là parrot. Parrot. Con thỏ là gì? Rabbit. Bạn thân ơi, khi mà hỏi what he like thì không thể trả lời he âu được. What he like là hỏi ngoại hình á. Hỏi tính ngoại hình chứ phải hỏi quên. What he like là hỏi tính cách á chứ phải hỏi ngoại hình nha. Có trả lời là anh ta thông minh hay là anh ta tốt bụng, anh ta thân thiện. Có con. Có con sờ tiêu bịt á. Học bài chả biết cái gì hết, sờ tiêu bịt. Rồi ok chưa? Con thỏ rồi đúng không? 50 con thỏ. 51. 51 con chuột cảnh nào? Em biết mỗi con đó thôi. Rồi tiếp theo. Con ếch. Frog. Con cá vàng. Goldfish. Rồi. Chim cô. Gì trời? Cái từ có tiếng Anh là gì? Có nó là hát. Hát đó. Hát rồi, hát đó. Dép. Dép là đồng ý. Hát, hát. Hát có. Xin như số ít cô. Công cát đi là hát. Bị sao vậy? Rồi tiếp theo. 52. Có là gì? Have got, has got đúng không? Rồi tiếp theo này. Ngồi dậy không được học như vậy. Eo. Rồi khi nào sạn nào từ đờ nói không nghe? Cái gì?
gì à? Nói cái khỉ gì à? Người ta hỏi kiểu nói kiểu khùng hả? Ủa? Cô đang hỏi khi nào sai ơ ấn với đờ. Mà cô nói cái gì vậy? Rồi nào. Tầng trên là gì? Tầng trên, tầng dưới. Tầng trên là ấp gì? Ấp xe. Cái bọn này không biết cái gì hết á. Tầng dưới là gì? Downstairs. Phòng khách là gì? Ghi vào. Living room. Bây giờ bao nhiêu từ mới không thuộc từ gì hết. Phòng bếp là gì? Kitchen. Phòng tắm là gì? Phòng ngủ là gì? Bedroom. Phòng tắm là bedroom hả mấy đứa? Phòng tắm bathroom. Phòng ngủ là gì? Bedroom. Cái gì? Bedroom. Rồi tiếp theo chuyển sang đồ dùng học tập mắng thuộc. À quên, đồ dùng trong nhà mắng biết là ăn đòn nè. Cái RAM là gì? Cái RAM. Cái RAM. Cái RAM cửa là gì? Cái RAM là curtain. Curtain. Rồi tiếp theo, cái gối là gì không? Sao ngồi đó vậy? Cái gối là gì? Thằng Hưng không nhớ cái gì hết. Cái gối là bi lò. Cô nói về nhà học từ mới mà không bao giờ có là bi lò học. Về nhà là cứ ôm điện thoại thôi. Thằng này đi qua cái thấy nó đang cơm có điện thoại đó cô. Học hành gì đâu. Từ mới về nhà phải tự học. Nhưng cô học cho con được cái từ mới hả? Từ mới của đứa nào đó lo mà học chứ. Cô có học được cho con cái từ mới của con không? Mà cũng không chịu học. Hồi sáng sang cái thằng Thiện đang ngồi xếp đều cô không học. Từ mới cả mình. Có học, nó bấm lại. Cái gối là pillow, cái giường là gì? Giường là xe. Nhà vệ cái bồn cầu. Toilet. Đọc cho tôi đi, hết giờ rồi. Ok. Phòng tắm là gì? Bồn tắm, bồn tắm. Bồn tắm, bồn tắm. Chậu rửa, cái bồn rửa. Cái bàn. Đệ. Tủ quần áo. Wardrobe. Cái gì đọc cái gì vậy? Wardrobe. Wardrobe. Rồi cái giường đơn. Cái tủ đầu giường. Bedside cabinet. Cái thảm. Cái chậu rửa. Cái tủ chén. Cupboard. Đọc cái bảy bản. Cái bếp. Tủ lạnh. Fridge. Cái bàn. Cái ghế. Bàn ghế sofa. Bàn cà phê. Coffee. Rồi ghế bành. Cái đèn. Bức tranh. Bức tranh là gì? Painting. Rồi lò sưởi. Fireplace. Nhà thuyền. Nhà thuyền. Thuyền. Canal boat đúng không? Rồi, bây giờ trở sang các loại nhà nha. Từ từ đã, tường. Cái tường. Ống khói. Ống khói là gì? Rồi mái nhà. Cái cửa. Đo. Cái vườn. Cửa sổ. Window. Ban công. Nhà biệt lập. À quên, từ từ. Bệnh viện. Nhà hàng. Restaurant. Công viên. Phòng tập. Thư bưu điện. Cửa hàng âm nhạc. Cửa hàng sách. Rạp chiếu phim. Đồn công an. Station. Siêu thị. Supermarket. Thư viện. Library.
Thư viện. Library. Nhà hát. Theater. Bảo tàng. Rồi, no parking có nghĩa là gì? Cái biển báo mà no parking có nghĩa là gì? Không đậu xe. Không đậu xe. Please keep up the grass có nghĩa là gì? Không sử dụng đèn đỏ. No mobile phone là gì? Không sử dụng điện thoại. Trolley return là gì? Trả lại xe đấy. Rồi. Tiếp theo, nhìn mấy cái bảng đó dễ ra trong đề thi lắm rồi. Phát âm A, âm O. Đọc cô garden là chữ gì? A hay O? Garden là A hay O? Rồi, awesome là A hay O? Bathroom là A hay O? Wardrobe là A hay O? Small. Carpet. Ok. Ở giới từ này, ở bên trên là gì? Ở bên trong là gì? Bên dưới. Phía trước. Phía sau. Bên cạnh. Ở gần. Đối diện. Con nhỏ kia đọc bậy đọc bạ đó. Hay không biết ngay mà tôi gài một cái nó bậy luôn. Đâu có suy nghĩ đó là từ gì đâu. Đối diện là gì? Đối diện. Phía dưới. Phía trên. Nhớ đấy. Nhà biệt lập. Đi tát gì? Nhà song lập. Semi detached house, nhà trệt một tầng. Bungalow, nhà liền kề. Terrace house, nhà tranh. Cottage, chung cư, căn hộ chung cư. Block of flat. Ngoại ô. Ngoại ô. Suburb, nhớ chưa? Trung tâm thành phố là gì? City center. Miền quê là gì? Countryside. Rồi, đấy. Phần thi phần thi học kỳ 1 như vậy á, là những cái từ vựng như vậy. Thì về là mà học từ vựng, cô thấy là các bạn chưa có thuộc từ vựng đâu. Có bao nhiêu từ đâu? Có từng đó thôi. Học đến đó thôi. Đâu có bài số 2 đâu mà không học.